Đôn Nhân, một miền quê yên bình nằm bên bờ sông Lô hiền hòa. Những bãi bồi ven sông Lô ở Đôn Nhân trước đây chủ yếu trồng hoa màu. Nhờ đôi bàn tay cần cù, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, những năm gần đây, người dân Đôn Nhân đã đưa một số cây ăn quả vào trồng và trở thành một trong những nơi trồng cây ăn quả nổi tiếng của huyện sông Lô. Trong chuyến hành trình khám phá Vĩnh Phúc hôm nay, Phương Thúy mời quý vị và các bạn cùng khám phá một số vườn cây quả ở vùng đất năng động này nhé. Cánh đồng trồng ổi của Đôn Nhân nằm ven bờ sông Lô, trải rộng trên diện tích khoảng 15 hectare. Hơn chục năm về trước, cây ổi được một hộ trong xã đưa về trồng thử nghiệm, đến nay đã trở thành cây trồng chủ lực của hàng trăm hộ gia đình ở địa phương. Em chào anh ạ, anh đang thu hoạch ổi ạ, cho em tham gia với được không ạ? Được, nhưng mà thời tiết nó hơi nắng tí, em liệu em có làm được không? Em làm được anh ạ, em rất là sẵn sàng. Nơi nhà mình trồng ổi được lâu chưa ạ? Đây vườn ổi nhà anh trồng được hơn 5 năm nay, năm thứ 5 rồi. Nhà mình trồng giống ổi gì đấy ạ? Ổi trên toàn bộ diện tích nhà anh trồng đây, ổi Đài Loan. Ổi Đài Loan anh lựa chọn giống ổi của Đài Loan, quả chất lượng ngon, dày cùi và hai nữa là năng suất lại cao. Nhờ hương vị thơm ngon, chất lượng, ổi Đôn Nhân đã được nhiều nơi biết đến. Nhiều thương lái ngoài tỉnh đến xã đặt hàng với số lượng lớn, mở ra cơ hội cho ổi Đôn Nhân vươn xa. Anh Trung ơi, ở địa phương mình thì có nhiều hộ dân trồng ổi không ạ? Trước đây thì toàn bộ diện tích nhà anh cũng như xung quanh đây họ chỉ trồng lạc và ngô thôi. Nhưng mà do thấy hiệu quả kinh tế của cây ổi Đài Loan này cao nên là 4 năm trở lại đây thì diện tích trồng ổi đạt khoảng 60% rồi. Thế nhà mình thì có tổng cộng là bao nhiêu gốc ổi ạ? Diện tích đất canh tác của anh là 10.000 m2 thì anh trồng được 1.000 gốc ổi. Tận 1.000 gốc ổi cơ ạ? Thế này thì mỗi mùa thu hoạch thì chắc là phải thu hoạch mất một tuần mới xong đấy anh nhỉ? Ừ đúng rồi em ạ. Đây khi vào mùa thu hoạch chắc anh phải thu hoạch mất 4-5 ngày và phải thuê thêm người để thu hoạch. Năm 2020, theo hướng dẫn của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những người nông dân ở Đôn Nhân bắt đầu áp dụng quy trình Việt Gáp trong sản xuất và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp mã vạch, tiện cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Năm đầu tiên sau khi áp dụng quy trình Việt Gáp, sản lượng ổi thu hoạch tăng khoảng 20%. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống ổi chất lượng tốt, năng suất cao về trồng, sản lượng ổi qua các năm không ngừng tăng. Hơn nữa, ổi Đôn Nhân hiện nay cho thu hoạch quanh năm, chứ không tập trung vào một vụ như trước. Anh Trung ơi, ngoài ổi ra thì nhà mình còn trồng thêm loại trái cây gì nữa không ạ? Ngoài ổi ra anh còn trồng thêm cả thanh long nữa em ạ. Thế ạ? Vậy thì bây giờ anh em mình ra tham quan nhé anh nhá. Rồi, bây giờ mình ra xem mình thu hoạch luôn. Ôi, vườn thanh long rất là đẹp, như là một thế giới khác luôn đấy anh ạ. Nhà mình trồng giống thanh long gì đây anh? Đây là giống thanh long của Thái Lan em ạ, thanh long lõi đỏ. Cùng với cây ổi, thanh long ruột đỏ là loại cây dễ trồng cho năng suất cao, quả màu đỏ tươi, đẹp mắt, được nhiều người ưa chuộng. Nhiều nông dân ở Đôn Nhân đã tham gia trồng với quy mô khác nhau. Đây là hướng đi mới và phù hợp với định hướng của ngành nông nghiệp trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa các loại cây trồng, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người nông dân. Thanh long ruột đỏ, ổi Đôn Nhân đã trở thành một trong những thương hiệu nông sản của Vĩnh Phúc. Anh Trung ơi, em thấy ở Vĩnh Phúc mình thì có giống thanh long ruột đỏ ở Vân Trục rất là nổi tiếng. Vậy thì tại sao anh không lựa chọn giống đó để trồng ạ? Do thổ nhưỡng của trên chỗ anh và dưới đấy khác nhau. Nên là anh chọn giống thanh long của Thái Lan, hợp với đất pha cát. Đây, những quả như này là quả chín em có thể cắt được này. Anh ơi, ở khu vườn nhà mình trồng cả ổi và thanh long như thế này thì đến mùa thu hoạch chắc là sẽ vất vả lắm đúng không anh? Em thì cảm thấy rất là thích bởi vì đây là lần đầu tiên em được đứng giữa không gian rộng lớn như thế này, rất là thoáng mát anh ạ. Cũng có vất vả thật nhưng mà anh cũng quen với công việc, và hai nữa là anh cảm thấy dễ yêu cái công việc này. Nó thoải mái, cho mình cảm giác thoải mái, dễ chịu, không gò bó như những cái công việc khác. Chất đất pha cát ven dòng sông Lô đã tạo nên hương vị riêng cho những chai chín của vùng quê này.
đi giữa cánh đồng chai chín và thưởng thức hương vị ngon, ngọt ngay tại vùng đất bãi chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất thú vị với mỗi người vào những dịp cuối tuần. Ngày hôm nay, Phương Thúy đã có trải nghiệm vô cùng thú vị tại những khu vườn trái cây xanh mát ở vùng đất bãi Đôn Nhân. Và nếu như các bạn muốn có những trải nghiệm cho riêng mình thì đừng bỏ lỡ vùng đất này nhé!